À, đó là chủ đề chia sẻ với các bạn ngày hôm nay bác sĩ muốn chia sẻ với các bạn đó là chủ đề em bé ăn dặm mà bị táo bón thì phải làm sao khi bắt đầu ăn dặm có rất nhiều rất nhiều vấn đề xảy ra đối với con bố mẹ rất phải đau đầu ví dụ như có những cái tình huống là con nó không chịu ăn à, tập đủ các cái phương pháp là vẫn không chịu là bố mẹ là rất lúng túng không biết làm thế nào à, có trường hợp thì ngược lại là con thì có ăn có đáp ứng việc ăn cho thậm chí là còn rất thích ăn nhưng tự nhiên tự nhiên cái cách đi tiêu của nó lại khác đi điển hình nhất là táo bón là chậm đi tiêu và bố mẹ cũng không biết lý do là tại sao thì hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ sẽ giải thích kỹ hơn với các bạn trong cái vấn đề táo bón của em bé khi mà ăn dặm thực ra thì nó dễ xảy ra cái tình huống này thôi khi ăn dặm là khi em bé tiếp xúc thêm một cái loại đồ ăn mới khi tiếp xúc thêm đồ ăn mới thì ruột của em bé là cần phải có cái thời gian chúng ta gọi là dung nạp đồ ăn mới nó có hai pha, có những em bé thì nó sẽ tiến triển cái tình huống là bị tiêu chảy, ngược lại thì có những em bé lại khó chịu hơn mà lại táo bón mà lại chậm đi tiêu lại đấy, quá trình làm quen với các cái loại đồ ăn mới. À, khi thực hiện phương pháp ăn dặm những cái phương án mà bác sĩ đưa ra cho các bạn, ví dụ như là phương pháp 3 đây 3 ngày đấy, một món ăn thì chúng ta thử 3 lần và chúng ta bắt đầu bằng những cái loại rau củ quả quen thuộc theo vùng miền theo địa phương uh, theo mùa vụ và theo thói quen ăn uống sinh hoạt trong gia đình để chúng ta giảm bớt cái sự dị ứng hay cái sự không dung nạp đồ ăn của em bé đi không bắt buộc phải chọn chọn lựa các cái loại đồ ăn hiếm hay là trái mùa hay là nhập khẩu gì bởi vì nó không thuộc cái vùng miền địa lý nó không thuộc thói quen sinh hoạt từ trước đến giờ của chúng ta thì cái khả năng dị ứng của con nó tăng lên ví dụ như điển hình những cái nhóm uh, thông thường rau củ quả thì rất ít khi gây dị ứng nhưng có một số món sẽ tỷ lệ dị ứng cao hơn à, ví dụ như là đậu hà lan ví dụ như là măng tây ví dụ như là rau chân vịt tức là những cái món mới này du nhập về việt nam của chúng ta à, rau truyền thống của chúng ta thì không phải điển hình bằng các loại rau này các bạn à, chú ý cái bắt đầu phương pháp ăn dặm để phòng như vậy thế thì táo bón do ăn dặm nó có hai kiểu có một cái kiểu là táo bón thực sự kiểu là táo bón thực sự tức là cái phân nó khô hẳn hẳn vào hẳn vào à, cái khối phân nó to nó dài À, nó gây uh, chảy máu nứt kẽ hậu môn khi em bé đi tiêu hoặc nó cũng khô vàng nhưng nó lại toàn mòn kiểu phân dê nó vẫn đi ra được nhưng mà nó cứ khô khô nhỏ nhỏ, nhỏ dính dính phân đấy là một kiểu táo bón kiểu táo bón này thì lại hay gặp trong cái tình huống mà uh, con bị dị ứng một là dị ứng liên quan với đạm sữa bò khi các bạn cho con ăn dặm bột có sữa tình huống thứ hai là dị ứng với lại đạm thịt À, khi nào bắt đầu ăn thêm các cái nhóm thịt con cũng dễ cái tình huống thế này còn táo à, bón theo như cái cách mà à, bắt đầu bằng à, tinh bột và rau củ thì nó lại đa phần ở cái kiểu là nó chậm đi tiêu lại nó chậm đi tiêu lại bình thường trước đấy các bạn thấy là con là ngày đi một lần hoặc hai ngày đi một lần phân nỏng nước À, phân nó mềm mềm phân nó rất dễ đi ra à, nhưng khi con ăn dặm được thì ba hôm hay là năm hôm con mới đi cho cái phân nó đặt vào nó cũng không khô hẳn đâu nó chỉ đặt cái phân hơn hoặc là nó vào khuân mềm và mỗi lần em bé đi thì cảm giác là rất khó khăn nó sẽ phải dặn rất nhiều Đấy, là cái uh, hoặc nó không thể tự đi được sau đến tầm khoảng bao đến năm hôm mà bố mẹ sốt ruột quá bố mẹ phải kích thích hậu môn hoặc là thụt cho con thì con mới đi ra được thì thực ra là cái kiểu cái kiểu tá bón thứ hai này nó phổ biến nó điển hình hơn nó điển hình hơn vì như thế này à, khi mà khi mà bắt đầu ăn dặm đó, cái đồ ăn nó sẽ nhiều chất thải hơn là so với sữa nó nhiều chất thải hơn là so với sữa khi mà chỉ ăn sữa không thì cái phân nó loãng loãng nó dễ đi hơn em bé nó chỉ hơi dặn một chút thôi là nó có thể tống cái phân ra ngoài được nhưng mà khi con bắt đầu ăn dặm cái cái phân cái phân nó đặc hơn nó nhiều chất thải hơn đòi hỏi con của chúng ta là nó phải dặn rõ ràng hơn tức là cái phản xạ đi tiêu của nó phải tốt hơn nên để nó mới đi được mà rất nhiều bạn để ý sẽ thấy tình huống là trong ngày vẫn thấy con nó cũng có những cái cơn mất dặn nên nó vẫn muốn đi tiêu đấy nhưng nó dặn đỏ mặt nên nó è e, 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 một lát xong thôi không dặn nữa à, xong thôi không dặn nữa xong nó cứ ngày nào cũng trong một ngày nó có thể xuất hiện khoảng hai ba lần cái kiểu dặn đi tiêu vậy nhưng mà dặn không tới cái kiểu chỉ có uốn éo người cong bụng lên cong chân lên xong rồi khóc xong rồi xì hơi xong dặn không ra xong thôi không dặn nữa kiểu dặn bớt hơi ra dặn tạm xì hơi xì hơi cho nó bớt trứng bụng ra rồi xong thôi không dặn nữa sao phải đến ba hôm năm hôm là thật thật nhiều phân lên rồi em bé mới dặn là do là do đấy hai cái lý do làm con bị là vì em bé còn nhỏ cái hoạt động của cái đường tiêu hóa nó chưa gọi là hoàn hảo, nó chưa chân chu được. À, khi các cái cơ quan nó phối hợp với nhau nó chưa nhuần nhuyễn, nó chưa thành một cái gọi là, ví dụ như kiểu não nó mà um, uh, muốn điều khiển là các cái cơ ở cái vùng uh, trực tràng vùng hậu môn này nó phải co thắt vùng này mở vùng kia ra để nó đi tiêu, nhưng mà nó điều khiển một kiểu nhưng mà truyền tín hiệu xuống biên giới à, thì cái các cái cơ thắt nó chưa làm được kiểu nó chưa hoạt động đồng bộ với nhau nên nên cái tình huống mà các bạn thấy con nó cứ hay dặn trong lúc đi tiêu mà dặn mãi không được hoặc dặn mãi mà là chỉ tè hay là xì hơi ra thì đấy là điều rất bình thường ở em bé đấy là một cái yếu tố làm cho trong cái thời kỳ ăn dặm con của chúng ta nó dễ gặp phải cái tình huống táo bón tình huống thứ hai à, lý do thứ hai là do cái bản thân của cái chất thải trong cái đồ ăn nó nhiều hơn nên phân nó đặc hơn nó khó khăn hơn thôi nên là gần như là hầu như khi bắt đầu ăn dặm nếu mà không có các cái rối loạn đường tiêu hóa theo cái kiểu ngả sang hướng tiêu chảy chỉ đa phần con nó sẽ chậm đi tiêu lại lúc này lúc này các bạn cần làm thế nào các bạn cần phải hỗ trợ em bé bằng cái cách là khi nhìn thấy em bé nó có cái biểu hiện mà vận vẹo vận vẹo người chuẩn bị mà đi tiêu đấy thì chúng ta sẽ uh, cc cho em bé và chúng ta xoa bụng cho em bé để là tập trung vào cái động tác đi cái 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 hoạt động đi tiêu để cho nó đi nó khỏi kiểu dặn người chừng xong nó dừng lại đấy là lý do nhất trong cái vấn đề táo bón của con lý do thứ hai là sẽ có một số em bé kiểu như thế này à, khi bắt đầu ăn dặm mà nó hợp tác với cái việc ăn bố mẹ cho ăn nhiều quá xong lượng nước nó đột ngột nó giảm xuống khi mà thiếu chất lỏng thì con của chúng ta cũng sẽ bị khô phân hơn và bị táo bón thì cái này các bạn cũng nhớ cho sẽ có nhiều bạn là thường cũng sẽ hay gặp và con bắt đầu bằng bột ngọt nó có hợp tác nó có hợp tác nhiều, bé hợp tác rất tốt. Ví dụ những bữa đầu 30 xong những bữa sau 40, 50 xong mẹ thấy ăn được mẹ cho ăn tiếp vào một cữ vào buổi chiều nữa. Thế là nó đột ngột nó tăng lên một cái lượng đồ ăn nhiều quá thì con của chúng ta cũng dễ bị táo bón. Con của chúng ta cũng dễ bị táo bón nó chậm đi tiêu lại. Đấy là hai lý do. Như vậy, chúng ta phải biết từ lý do mà. Mình phải nói lý do với các bạn trước để chúng ta biết lý do để chúng ta mới xử lý vấn đề đằng sau cho nó dễ hơn. Nên khi bắt đầu cho con ăn dặm dù con không ăn được thì chúng ta sẽ phải tập luyện từ từ con ăn được thì chúng ta cũng phải từ từ chúng ta sẽ phải lựa chọn các cái thực phẩm quen thuộc thứ hai là lựa chọn uh, tính cái lượng đồ ăn của con cho nó hợp lý Với những ngày đầu 10 20 30 tăng dần lên và trong hai tuần đầu con chỉ ăn một bữa em bé nào có ăn tốt lắm thì sang cái tuần thứ ba chúng ta mới bắt đầu tăng lên hai bữa cho con kể cả con của các bạn có thích ăn dặm các bạn cũng không cho con ăn ngay vì rất nhiều lúc là cái miệng nó quen cái miệng nó nó quen miệng hay là nó thích nó muốn ăn rồi nhưng mà cái ruột nó chưa đáp ứng được nó chưa tiêu được làm cho những cái hoạt động tiêu hóa của con nó chưa nó chưa thuần thục nó chưa chân chu và làm con dễ bị táo bón hơn khi con mà ăn dặm à, các bạn thấy chậm đi tiêu thì sau 3 ngày các bạn thụt cho mình chúng ta sẽ phải thụt kiểm tra phân ngay chúng ta không để lại lâu chúng ta không giống như cái thời kỳ mà con bú sữa à, thời kỳ mà con bú sữa con à, à, có táo bón chức năng để chúng ta chờ chúng ta không làm gì nhưng thời kỳ ăn dặm thì không. Sau 3 ngày mà em bé chưa đi tiêu, các bạn sẽ kích thích hậu môn cho con. À, bước kích thích đơn giản hơn ví dụ các bạn có thể dùng đọc mồng tơi để các bạn ngoái hậu môn cho em bé. Có một kiểu đấy. Kiểu thứ hai là các bạn sẽ dùng cái tăm bông này các bạn thấm vào cái dung dịch mà mật ong trộn thêm một chút nước với tỉ lệ là hai mật ong một nước hoặc muốn mật ong không cũng được. Sao các bạn dùng cái tăm bông này các bạn thấm mật ong các bạn cũng kích thích vào cái hậu môn cho em bé ngoáy hậu môn đưa sâu vào khoảng 0,5 cm đến 1 cm kích thích hậu môn để em bé nó đi tiêu cái phân đấy ra à, khi mà uh, bạn kích thích hậu môn cho em bé mà trong một ngày đấy ví dụ bạn làm khoảng 3 lần giải rác ở trong ngày mà nó không đi thì sang đến ngày thứ tư tốt nhất là các bạn sẽ dùng cái thuốc nhuận tràng luôn À xin lỗi không phải gọi là thuốc nhuận tràng mà gọi là thuốc thụt luôn thuốc glycerin tức là cái ống thụt nhỏ xíu glycerin khoảng 3 ml à, thụt trong thụt cho em bé luôn để bôi trơn cái phần uh, Uh, hộp môn trực tràng của em bé luôn để em bé nó đi tiêu cái phân đấy ra chúng ta không cho em bé chữ phân ở trong người lâu bởi vì uh, trong đồ ăn có nhiều chất thải hơn nó có xu hướng là uh, các cái chất độc nó tích lũy trong ruột nó có thể thẩm thấu ngược lại nó gây hại cho cơ thể của em bé uh, thứ hai là nó tích lũy trong cái khối phân trong ruột nhiều thì nó có thể giãn giãn cái trực tràng cho nó làm tăng tăng kích thước của cái trực tràng ngày ra cái đại tràng này ra thì nó sẽ hình thành cái táo bón dần dần sau này của em bé cho nên là các bạn sẽ thổi ra luôn sau đây là sẽ thế này sẽ có hai tình huống khi các bạn thụt phân của em bé ra nếu phân của em bé nó vẫn mềm chẳng qua là nó lười nó không chịu dặn đi ra thì các bạn sẽ kết hợp thêm cho mình đó là thuốc uh, men vi sinh và chất sơ hòa tan nhớ nhá nếu mà cái phân mình thụt ra cho con nó mềm thì chúng ta sẽ dùng luôn men vi sinh và chất sơ hòa tan để chúng ta chữ nước cho phân cái phân nó mềm thêm một lần nữa và hàng ngày cứ nhìn thấy cái em bé nó có cái biểu hiện cái thời điểm nó dặn dặn đi tiêu là lập tức xoa bụng hỗ trợ nó và cc tiếp cho nó để nó tập trung vào các hoạt động đi tiêu và là không quên nó đi tình huống thứ hai mà các bạn thụt phân cho em bé ra các bạn thấy phân nó khô vào một là bạn phải kiểm tra lại lập tức cho mình xem là cái đồ ăn của con nó có nguy cơ nó dị ứng cái gì đó không ví dụ những em bé mà à, bú sữa mẹ hoàn toàn bắt đầu ăn dặm mà tiếp xúc với cái món bột mà trong cái thành phần bột ăn liền của em bé có tỷ lệ sữa à, dị ứng nó có nhiều dị ứng sữa nó có nhiều, nhiều 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 biểu hiện phong phú lắm có những em bé thì mần đỏ mần đỏ vùng quanh miệng vùng đỏ vùng người vùng, vùng bụng này xong tiêu chảy nhưng có những em bé không đâu dị ứng mức độ nhẹ nó lại chỉ có táo bón thôi thì chúng ta phải lần lại đồ ăn của em bé xem có nguy cơ dị ứng với cái gì không để chúng ta loại trừ ra đấy hoặc uh, những cái đồ ăn mà các bạn cho em bé ăn thêm có có những cái nhóm uh, gọi là uh, rau củ quả thì hiếm khi dị ứng nhưng mà không phải là không xảy ra đấy là phải xem lại cái đấy cái thứ hai là uh, xem lại xem là chúng ta có cho nó ăn lượng nhiều quá không hẹn đặc quá không có bị bớt đi mất nhiều sữa của con quá không thì chúng ta bổ sung lại sữa và chúng ta làm loãng cái đồ ăn của em bé hơn thứ ba là các bạn sẽ cho em bé uống cái thuốc nhuận tràng luôn thấy có cái tình trạng phân khô là phải uống thuốc nhuận tràng luôn cho lần sau À, không trần trừ không trần trừ các bạn đừng quá sợ thuốc bởi vì riêng cái tàu bón này nếu phát hiện ngay từ đầu xử trí ngay từ đầu thì chỉ uống thuốc mấy ngày hoặc đến một tuần là thôi không phải uống nữa và nương nương theo tình huống của em bé nhưng cứ trần trừ trần trừ cứ chờ xem nó có tự hết không hoặc mấy lần nữa mấy lần nữa không là nó hay xảy ra cái tình huống là tàu bón mà kéo dài hơn 2 tuần thì kiểu gì cũng phải điều trị bằng thuốc nhuận tràng và thời gian nó còn lâu hơn nữa Đó nên là cứ dùng luôn cứ dùng luôn cứ dùng luôn cái thuốc nhuận tràng cho em bé thuốc nhuận tràng bây giờ là có À, nhóm la tulo và Macrogol nó dùng lâu được. Còn cái nhóm sọc thì có thể dùng ngắn ngày hơn không dùng lâu. Nhưng đã thể là ra hiệu thuốc các bạn vẫn có thể mua những cái thuốc nhuận tràn cho em bé một cách dễ dàng. Ví dụ như biệt dược là dufalac, nó an toàn thôi, nó không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ dùng cái liều khởi phát trước, ví dụ là buổi sáng 2 đến 3 ml, buổi chiều 2 đến 3 ml, đảm bảo là cái phân của em bé nó đi mềm ra luôn. À, song song với cái việc uống thuốc trong khoảng 5 đến 7 hôm như vậy và các bạn kết hợp với cái việc chúng ta điều chỉnh lại xem cái đúng là lượng sữa của con còn đủ để đáp ứng cái nhu cầu là 100 ml chất lỏng trên 1 kg cân nặng trên một ngày bao gồm cả sữa và nước trong cháo trong đồ ăn thêm cho em bé hay không để 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 chúng ta xử lý cho con đấy là cái xử lý ở cái tình huống mà chỉ mới ăn rau củ ấy mà đã bị táo bón với bắt đầu ăn dặm thì nó như vậy nhắc lại với các bạn đó là hãy chú ý với cái lượng ăn của con bởi vì bắt đầu ăn dặm nếu con nó ăn nhiều quá À, giảm cái lượng sữa đi thì con nó dễ bị táo bón tình huống thứ hai đó là khi thấy con có những cái biểu hiện mà nó dặn dặn nó chuẩn bị đi tiêu thì các bạn phải xoa so bụng các bạn phải cc nó tiếp để nó đừng quên nó đừng bỏ qua cái phản xạ đấy vì nó hay có kiểu là cái phân nó đặc hơn nên là dặn một tí nó không được nó lười nó dừng lại là không dặn nữa chúng ta sẽ phải hỗ trợ cho con để nó tập trung vào cái việc dặn đi tiêu thứ ba đó là sau 3 ngày mà con của chúng ta vẫn chưa đi tiêu ra được dù chúng ta đã hỗ trợ đủ kiểu rồi thì các bạn sẽ phải thụt ra cho em bé đi kiểm tra phân À, thụt bằng mật ong trước. À, dùng tam bông cái thích gạo môn trước. Nếu trong cả cái ngày hôm đấy thụt như vậy mà không được thì ngày hôm sau các bạn mới dùng cái ống thụt glycerin để các bạn thụt kiểm tra phân cho em bé. Nếu phân mềm, nếu phân mềm thì các bạn chỉ cần dùng thêm là men vi sinh và chất xơ hòa tan cộng với lại xem xét lại cái chế độ ăn đằng trước của em bé xem có bị giảm nhiều sữa đi không nhiều đồ ăn quá không để điều chỉnh lại. Nếu mà thấy cái phân nó cứng, phân ra khối cứng, khuôn cứng luôn hoặc là toàn mỏn phân dê luôn, thì lập tức là dùng thuốc nhuận tràng cho em bé luôn và kết hợp xem lại cái chế độ ăn hàng trước. Ra phải xử lý luôn ngay từ khi bắt đầu con xuất hiện cái tình trạng bị táo bón. Tình huống tiếp theo đó là lúc ăn bột ngọt thì không làm sao cả, lúc ăn cháo với rau xanh thì không làm sao cả, à, đến khi mà ăn thịt thì bắt đầu thì đúng là có có rất nhiều em bé sẽ nhạy cảm hơn với cái nhóm thịt và cứ ăn đạm vào là bị à, táo bón thì các bạn sẽ phải chúng ta không thể bỏ đạm được mà chúng ta phải tính tình huống khác tính về tính tính theo 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 phương án khác không bỏ đạm được một là sẽ chỉ cần phải xem lại xem là cái cái tổng lượng đạm mình cho con ăn nó đã phù hợp với chưa nó có nhiều quá hay không ít đạm thì con dễ bị thiếu năng lượng À, uh, gọi là chiếu cái nguyên tố đa lượng thì có thể ảnh hưởng đến tăng cân của em bé ảnh hưởng đến cái sức khỏe của em bé nhưng nhiều đạm thì dễ con cho con bị gây táo bón ví dụ ở thời kỳ bắt đầu 7 tháng bắt đầu ăn đạm những bữa đầu tiên là 5 đến 10 g trong một bữa xong tăng dần tăng dần lên thì trong nội trong cái tháng thứ bảy mà cái tổng lượng đạm của em bé có thể tăng lên nhiều nhất là chỉ được 40 g trong cả một ngày tháng thứ 8 là 60 mươi, uh, tháng thứ 9 là 80 và từ từ đấy trở đi là chúng ta duy trì cái mốc 80 g đạm trong cả ngày cho em bé những em bé bị táo bón thì nó có thể ăn ít hơn một chút, hoặc chúng ta vẫn giữ lượng như vậy và và lại cũng cũng hỗ trợ luôn, tức là hỗ trợ luôn từ chất xơ hòa tan, hỗ trợ luôn từ chất sơ hòa tan và men vi sinh. Các bạn nhớ nhá là uống mỗi men vi sinh không giải quyết được vấn đề táo bón đâu. Có rất nhiều bạn đã đổi hết từ men vi sinh này sang men vi sinh kia, nhưng nó không hiệu quả. Nhắc lại với các bạn là cái combo đầu tiên trong cái vấn đề táo bón của con là vừa dùng men vi sinh và vừa dùng chất xơ hòa tan luôn. À, nếu nó hiệu quả rồi nó mềm phân của em bé rồi thì ok nhưng nó nếu nó không mềm thì lập tức các bạn dùng luôn thuốc điều trị táo bón cho mình là thuốc lactulose hoặc là macrogol đừng chần chừ đừng chần chừ không phải lo no sợ cái thuốc đấy các bạn sẽ dùng luôn ngay từ đầu để chúng ta chặn đứng cái tình huống là con nó bị hình thành cái phản xạ sợ đi tiêu à, hình thành cái phản xạ sợ đi tiêu chúng ta dùng luôn vài tuần như vậy chúng ta mới dừng lại chúng ta xem là cái đi tiêu đều đều, đều của con với cái đường ruột của con bắt đầu nó cũng thích nghi rồi à, nó đáp ứng được với thịt rồi xem nó có ổn hay không chứ đừng chờ tức là thà điều trị trước vài tuần xong để cho cơ thể nó thích nghi xong dừng dừng lại xong xem chứ đừng là phải chờ vài tuần xem nó có tự hết không xong mới bắt đầu dùng thuốc uh, nhuận trà như thế thì nó bị ngược lại và dễ con con của chúng ta là ngược thì chưa thích nghi được và cái tâm lý của nó nó đã bắt đầu hình thành cái phản xạ là sợ đi tiêu rồi thì sau này chúng ta giải quyết cái này khó lắm đấy là mình uh, mình nhắc các bạn như vậy tóm lại là khi bị táo bón rồi thì phải có phương án điều trị ngay từ thuốc men vi sinh nên là chất sơ hòa tan là dùng từ trước ba hôm mà không thấy gì là phải chuyển luôn thuốc nhuận tràng còn để phòng cho con bị táo bón này đó là chú ý cái lượng ăn từ đầu của con để không giảm lượng sữa đi quá nhiều thứ hai là 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 uh, tính cái lượng ăn tăng dần tăng dần theo từng ngày theo từng tháng tuổi của em bé để con nó không ăn một cái lượng quá nhiều uh, thứ ba là nhìn thấy con có cái phản xạ đi tiêu là chúng ta hỗ trợ con chúng ta xoa bụng chúng ta si si luôn để em bé nó tập trung vào cái việc đi tiêu không để nó đi theo kiểu nó quặn bụng nó đau bụng nó dặn thoáng qua xong nó lại thôi Đó để chúng ta phòng cái táo bón cho con lúc ăn dặn ngay từ thì... vậy